cái là lấy con dao lên này. Cưa cắt đây nhé. Phúc ơi, cái này lấy bổ đi à? Đây, lấy cây để bổ nhé. Cái này lấy bộ bé thôi. Ừ.
cái cây này đủ hết chưa? 10 cây. Thế lấy bộ vào đây đi. Cắt cái này xong lấy bộ ra. Trời nóng thật đấy. Cái này xem. Lấy cái dây thép về, lấy cái kìm về đây. Đấy, đủ đấy. Kìm đâu đấy, chua gà đấy. Cái này ra buộc nhiều vòng mới chắc ấy nhỉ. Mai sao mới ở có quay gì đâu. Này cái này về lấy cắt. Giữ đây nha. Giữ ạ. Đây, giữ. Và có này nhỉ. Rồi, đấy. Bùng một vòng ha. Đây nó chặt hay ngắn. Quá chắc rồi nhỉ. Nóng đấy nhỉ. Hôm nay trên nóng hết đấy. Lấy cây xuống nào. Cho vậy đi cùng rồi. Bên dưới sẽ thấp hơn lại. Chắc lắm rồi nhỉ. Quá chắc chắn. Có vẻ hơi cao không? Buộc nè. Cái này buộc trên chưa à? Buộc dưới đi. Buộc trên đi. Thế này buộc theo cái này thôi mình nhỉ? Nhà dây này còn được hai vòng xem nào. Được chưa?
Cắt dài quá thì phí dây thật đấy. Bỏ nốt cây này xong là đo chặt luôn. Chặt rào á? Chặt rào ấy. Anh chặt tí đục cái cửa đấy hết thôi. Bỏ nốt cái này xong rồi đục hai cái đầu này. Thì không được chặt chào con nhất. Cái này lấy đo bằng nhau hết nhở? Cái này à? Ở đây. Lấy có thể gạt đấy. Cắt bên dưới cái đấy nhỉ. Ngay cái chim mang kia.
Cái này nó đi nhỉ. Cái này thank you.
đây chỗ đây. Cái nào là cái bị bị này. Bỏ cái bên nặng nhất. Cứ bỏ cái này đi, cứ đi, cứ bỏ đi. Này chắc chưa đủ đó. Chưa. Đang là tôm cái phết đấy. Ngoài này là khó quá.
Ra được không? Ừ. Như đang đang thế này. Ừ. Đang khó lắm. Đan được thôi, tí anh đan, đi đan lên dưới đi. Còn một cây thì đan nhé. Con mới đến rồi á. Bên này đàn này lâu thế đấy. Đàn cái này đàn khó quá. Đan hết đi, dọn cái đấy đi. Dọn để một đống để đo xong mang lên đốt cái phần bụi bụi ấy.
đống này là chút đống rồi nhỉ. Cái này thì để khô đốt thôi, không chọc cho nhé. Cái này đốt bây giờ ra. Lấy gom bỏ chỗ này đi. Lấy cái đấy rồi bỏ đấy. Đi bắt gà, đi bắt vịt đi. Đi bắt vịt thả xong mà rau hết cửa xong. Má có dao rồi về đi, con dao bỏ rồi đất. Oh,
Ôi nở dưới này. Để lên nhiều con chưa? Con nó coi kìa, tí đi. Nếu mà đặt thảo đây, đặt thảo đây, thảo vào trong đấy nhỉ? Ừ. Con tin nó lắm. Thái. Lấy cái thảo cái này trước đi. Chắc xúc cháu bỏ vào sửa nhà. Ừ. Đây. Đem cái đấy nè. Đúng rồi. Đi thấy to hơn, không ăn bé hơn nè. Ừ. Đây canh con vịt nhé. Ừ. Không tin nó ra ngoài ấy. Đi rửa đi, mang ra kia rửa. Nước cám đổ vào cho nó ăn. Thay nhau, lấy thứ một tí.
Chưa làm được cửa cho cắt miếng tôm ván này. Làm trước đây. Để xem là có đủ hết rồi. Nay sao làm mai mới làm cái cửa. Trời sắp tối rồi không làm sao kịp đấy. Không có ra được không? Không, này không ra được. Nhưng sợ con gà vào thôi. Đây nhá. Thank you.